ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình có nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn, chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên trả, ném hết đi những ưu phiền kẻ ngoài. Bỏ lại ngày thật phiền đằng sau đi, xem đời làm sao. Từ một lần dựa vào vai nhau, xem đời làm sao. Một lần trong tay niềm tin đi, xem đời làm sao. Ước mơ chung đi, ta cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế nào. Dạ. Em chào anh ạ. Chào cậu. Cậu tên là gì nhỉ? Em tên là Quyết ạ. Gì Quyết? Em có ghi trong hồ sơ đấy ạ. Hồ sơ ở cậu đâu? Đây à? Vâng. Ừ, được rồi. Trước cậu có làm ở một công ty sáng tác truyện tranh tên là 5M Online. Cậu làm bao lâu rồi? Dạ, em làm ở 5M Online 3 năm rồi ạ. 3 năm. Thế đã có gia đình chưa? Dạ chưa ạ. Thanh niên trai tráng, công việc ổn định mà lại chưa có gia đình, chắc là người lông bông hoặc không có tư tưởng trong tương lai. Ấy, không phải như anh nghĩ đâu. Tại em chưa muốn yêu thôi, với cả em chưa tìm được người thích hợp ạ. Thôi được rồi, tôi cứ ghi tạm vào trong đây. Cậu làm ở vị trí nào? Dạ, em làm trưởng phòng ạ. Oai phết nhỉ, cũng làm lãnh đạo cơ đấy. Dạ vâng. Thế sao lại nghỉ? Dạ, mang tiếng là trưởng phòng nhưng em vẫn phải chạy thêm việc ở ngoài, lúc thì làm ở rạp xiếc, lúc thì đi bán bảo hiểm, em còn mở cả công ty tư vấn tình cảm, rồi thì ship đồ ăn đêm nữa, ấy vậy mà vẫn không đủ sống. Thôi thôi, tôi hiểu rồi, cậu trình bày năng lực của mình đi. Em nói từ đầu rồi mà. Không, em có thể làm xiếc này, bán bảo hiểm này, rồi là ship đồ ăn đêm. Không, ý của tôi là cậu trình bày chuyên môn của cậu cơ. Chuyên môn của cậu làm ở công ty cũ ấy. À, tưởng cái gì. Hồi xưa nhá, em làm trưởng phòng, bọn đàn em hay gọi em là Quắt đại ca, bởi vì em tính cực kỳ bẩn bựa, ki bo nữa, rồi là thường xuyên bắt lỗi chúng nó để là phạt này, rồi là ăn trực, ăn chờ. Anh ơi, từ từ. Anh ơi, cho em trình bày một tí nữa anh ơi. Cay nhỉ. Này nhá, tôi nói cho các người biết nhá, các người không nhận tôi vào đây làm việc là một sự thiệt thòi cực kỳ to lớn đấy. Anh đây châm trước, tôi sẽ cho các người thêm một cơ hội nữa. Tôi đến đến 3, nếu mà không chạy ra giữ chân tôi lại, tôi sẽ đi về đấy. 1 2 2 3 4 2 4 5 3. Thảo Mai ơi, cô làm gì mà lâu thế? Trời ơi, em đây,
Mới để cho người ta thay đồ với chứ. Sáng ra mới có 12 giờ. Thôi mà anh cứ lải nhải đau hết cả đầu. Sao, có chuyện gì nói em nghe xem nào. Đợi một lát, anh gọi tất cả đến đây rồi kể một thể. Chứ kể cho từng đứa một thì mệt lắm. Lãng tử nào. Đợi anh thì... Alo, đang bận nhá. Người nổi tiếng khổ lắm em ạ. Suốt ngày phải nhận những cái cuộc gọi mà không mong muốn. Em mất tin nhắn. Thằng này hay thật đấy. Dập máy rồi. Gọi là... đợi anh phút. Đã bảo là đang bận mà. Nguyên đại ca đây. Đại ca, hôm nay tự nhiên có chuyện vui gì mày gọi cho em ấy? Chả có chuyện gì vui cả, toàn chuyện buồn thôi. Sang ngay nhà Thảo Mai chia buồn với anh đi. Không được đại ca ơi. Em đang đóng một bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng. Và em cũng sắp nổi rồi. Cho nên là không có thời gian để hàn huyên tâm sự với đại ca đâu. Nếu như không có việc gì cực kỳ quan trọng thì đại ca đừng gọi cho em nhá. Này này này. Khổ lắm em ạ. Thời gian còn chẳng có lấy đâu em ạ, tâm sự. Ủa, chúng hóa trang xong chưa? Sắp xong rồi, em ra đây ạ. Thôi được rồi em ạ. Đúng là anh em cây khế. Này nhá, anh mà có cây khế thì không bao giờ anh cho chúng một quả đâu. Gọi cho Dũng Sĩ vậy. Alo em đây. Alo, Dũng Sĩ đây à? Đang làm gì thế em? Qua ngay nhà Thảo Mai nhá. Anh có chuyện muốn nói với chú nhá. Ôi, anh ơi, bây giờ quán đông lắm em không đi được đâu. Cho anh hai bánh mì em ơi, bánh mì lâu em ơi. Vâng vâng anh ơi, có ngay đây anh ơi. Sao sao đại ca, có chuyện gì quan trọng không? Bây giờ quán đông khách lắm em không đi được. Có chuyện quan trọng mới gọi chú đến chứ. Với lại là cứ vứt máy ở đấy, không mất đâu mà lo. Ôi, anh nói làm sao ấy. Em ngồi đây trong quán cả ngày nhá, mà có hôm còn mất cả bàn phím cả chuột. Rồi, hôm trước như nào bốc hơi luôn cả cái màn hình. Mà đều thế nhỉ, cái màn hình to mà không hiểu sao mà lại mất được. Cái gì? Màn hình to thế mà cũng mất á? Úi trời anh ơi, màn hình ấy là cái gì? Chỗ em có mấy thằng cu ngồi chơi này, như ninja luôn, quay đi quay lại đã biến mất. Em không biết, thôi em còn không kịp đòi tiền nữa. Này, em ơi, không trả tiền à? Này. Úi giời ơi. Đúng là không thể nào mà chấp nhận nổi. Bao nhiêu kỷ niệm làm việc mấy mùa năm S với nhau ấy, thế mà chỉ vì chữ danh, chữ tiền, chúng nó chả coi anh là gì nữa cả, quên hết rồi. Anh nói gì cơ? Lại còn cả cô nữa. Anh ngồi lù lù một đống ở đây, chả tiếp đón gì cả. Đúng là... Thế tóm lại là anh đang đau đầu vì tiền hay điên đầu vì tình? Đều không phải. Cuộc đời có lắm gian truân, thế nên anh phải muôn phần đắng cay. Anh ngồi đấy lại nhảy một mình đi. Anh đi xin việc nhưng bị từ chối. Ui giời, tưởng chuyện gì, chuyện còn con như thế. Không xin được chỗ này thì xin chỗ khác, vô tư đi. Lần thứ 20 anh vẫn cảm thấy vô tư. Đến lần thứ 30 thì cũng hơi buồn một xíu. Thế là lần thứ bao nhiêu ạ? Nếu tính cả lần sau nữa là chẵn 50, nên lần này là 49. Wow, 49 à? Kể ra cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi, thua keo này ta bày keo khác. Anh không buồn vì không xin được việc, mà anh buồn vì một con người tài năng như anh, bằng cấp đầy đủ, gương mặt còn sáng giá ấy, thế mà vẫn không xin được việc. Trong khi Dũng, nó đã có một cơ ngơi, dù một thằng lông bông như Nguyên cũng có sự nghiệp. Chán thật. Cuối cùng chỉ còn anh và cô là... Đừng có gom em vào nha. Em bây giờ cũng đã có sự nghiệp riêng rồi ạ. Thật á? Đương nhiên. Thế là chỉ còn mình anh thất nghiệp thôi à? Vâng. Ôi, cuộc đời thật lắm bất công. Tài năng như thế mà không có việc làm. Thôi đừng có khóc nữa. Hàng xóm lại tưởng em nuôi trẻ nhỏ bây giờ. Cô dám trêu đùa cái sự ghen tị, trên sự đau khổ của anh à?
từ giờ trở đi không có anh em gì hết. Nào em đùa một tí. À bây giờ anh ngồi ở đây mút hết cái kẹo, em sẽ ra chợ mua đồ ăn, nấu một bữa thịnh soạn cho anh em chúng ta. Nói thật với anh nhá, không có một cái gì mà giải quyết nỗi buồn nhanh bằng một bữa ăn. Cũng được, nhưng nhớ phải thịnh soạn đấy nhá. Yên tâm. Ừ, mà này, anh không biết ăn cá đâu. Rồi. Ừ. Anh rất là cảm ơn cô vì bữa ăn ngày hôm nay. Thật sự thì bây giờ anh chưa có cái gì trong tay cả. Nhưng mà một ngày nào đó anh đang ấp ủ một dự định sẽ thành lập một thứ gì đó. Nó to lắm, to tát. Và đến khi anh đạt được cái thành công của anh rồi thì cô cứ yên tâm. Anh hứa với cô, cô sẽ được làm trưởng phòng. Chức to chưa? Quá to luôn. Nhớ nhá. Nhưng mà bây giờ thì anh phải về anh ngủ đã. Không thì không được rồi. Đại ca về cẩn thận. Một ly ta chưa say, mười ly sao quay quay. Đùa. Mai giọt. Đi ngủ. Lại đại ca à? Xông thẳng vào nhà người ta tìm cái gì đấy? Không thấy. Khổ quá, anh không thấy cái gì. Tiền. Hôm qua lúc ngồi ăn uống no say ở đây xong, anh về nhà, thế nào lại rơi hết số tiền tiêu tháng này của anh rồi? Ôi, thế anh mang tiền nhiều trong người làm gì? Anh để ở nhà thì sợ trộm, thành ra là cứ cầm tiền trong người cho chắc. Ai dè, bây giờ làm thế nào? Bây giờ anh than với em có được ích gì, chả giúp gì được cho anh cả. Cô cho anh vay vài triệu đi. Em làm gì có tiền. Thế mà cô bảo có việc rồi, có việc rồi thì phải có lương chứ. À, thì có, nhưng mà hôm nay thì chưa. Số tiền còn lại nhá, ít ỏi của em nhá, thì hôm qua em đã nấu cho anh một bữa thịnh soạn rồi đấy. Lấy cái gì ra mà sống đến cuối tháng đây. Alo. Vâng. Dồi ôi may quá, vừa kịp lúc, vâng ạ, em có mặt ngay. Có một người anh trong hội yêu hát gọi em đến hát phòng trà. Em đi đây. Cho anh theo với nhá. Em bị điên, em đi làm, anh đi theo làm gì? Thì cô cứ dẫn anh theo, cô cứ coi anh là một con linh vật lấy may cũng được. Ồ, con lậy ba, con đi hát không phải đi buôn, ok. Thật ra là anh muốn đi cùng để xin cô cốc nước ép uống cho nó cầm hơi. Lại bắt đầu rời cái giọng có thương cảm đấy. Thôi được rồi đi. Này, nhưng mà nhớ chỉ ngồi im một chỗ, không được nói gì. Ai nhìn thấy thì chỉ việc nhe miệng ra cười. Ok, đi. Anh đi vào đây. Ơn rồi. Chào anh. Em đây rồi. Chào em anh. Đến đúng giờ quá. Thế còn cậu này? À, anh nhí trước đây là đồng nghiệp cũ của em. Hôm nay nhí có chuyện không vui, em đưa đến đây chơi cho đỡ buồn ạ. Đồng nghiệp cũ của em. Thế tức là cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc à? À dạ không, anh ấy làm quản lý, anh ấy là trước đây là trưởng phòng của em. Ôi dồi, thế tiếc quá. Anh cũng đang đau hết cả đầu đây. Sau hôm nay có khi là không diễn được. Cái gì? Đến đây rồi mà sao mới hủy à? Nói nhỏ thôi. Anh cũng đang tính, nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả. Cái bạn chơi guitar trong band mà gọi điện mãi không thấy nghe. Đến giờ mà vẫn chẳng thấy xuất hiện được cả. Thế thì anh phải tìm người thay Chi chứ. Chi là ai? Em Chi là chân ạ. Anh ơi, hay là để em được không? Em chưa được guitar. Ui giời ơi, thế mà không nói sớm. Máy quá, vào đây. Chuẩn bị, sắp lên diễn rồi. Đi theo anh. Anh bị điên à? Đây tuy là show nhỏ, nhưng nó là uy tín của em. Anh nhận bừa như thế thôi, sau này người ta không thuê em hát nữa thì sao? Cô bị làm sao đấy? Đây cũng là uy tín của anh luôn. Việc không làm được, anh nào dám nhận? Chim điêu. Trước đến nay em có thấy anh chơi đàn guitar đâu. Mà hôm nay nhé, em toàn hát bài khó thôi. Chơi đàn guitar vớ vẩn nó không đánh được đâu. Này, xúc phạm nghệ sĩ nhá. Nhắc cho cô nhớ, hồi còn làm việc ở 5m, anh đã từng làm rất nhiều công việc không phải chuyên môn của anh, mà anh vẫn làm tốt đấy thôi. Nhưng cái vấn đề là hôm nay anh phải hoàn thành công việc thật xuất sắc. Yên tâm, anh chắc chắn mà. Không tin nhá, anh đánh thử cho mà xem. Ê đại ca ơi, cái đấy là bass guitar ở đằng kia ạ.
À thế à? Mà quan trọng gì? Với anh ấy, bass cũng thành guitar, mà piano cũng thành keyboard hết. Em đặt niềm tin cho anh lần này đấy. Ừ. Anh cố gắng hoàn thành xuất sắc cho em nhá. Cứ yên tâm. Nam mô thì làm Phật lệnh chúng ta. Chị vào đây gì chương trình? Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Nếu như khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Biết đánh đàn đấy, đã thế lại còn phiêu nữa chứ. Chuyện anh mà đã làm cái gì nó chỉ có chuẩn chỉnh trở lên. Tiếp theo em hát bài Giờ Em Đã Là Mẹ Rồi Nha cho anh. Giờ em đã là mẹ rồi nha, 9 tháng thằng cu lòi ra, con anh cứ trông như thỏ mà, con em cứ lên cứ như heo, đây là kế tư ấy, em lên làm cha. Đúng okay, rồi trên Và để tiếp tục chương trình thì sau đây Thảo Mai xin gửi đến tất cả quý vị một... Ấy, từ từ. Tặng em. Em xin ạ. Từ nãy giờ anh ngồi phía dưới ngắm em, nghe em hát. Anh kết em lổ đĩa đấy. Em cảm ơn ạ. Bây giờ anh sẽ tặng em một bài hát để thay lời muốn nói. Mic đây, xin mời. Em cứ chỉ việc đứng banh xác. À, ý của anh nói là em cứ chỉ việc đứng im để nghe anh hát. Chú mày chơi cho anh bài Đưa Nhau Đi Trốn nhá. Đưa nhau đi trốn ạ? Ừ. Đơn giản mà. Sao? Có vấn đề gì ạ? Không vấn đề gì ạ. Music bắt đầu. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em mắt ướt lệ nhòa. Bố em thì đi lại, mẹ em thì Ê thằng kia, mày chơi cái nhạc kiểu gì đấy? Dạ. Hóa ra ghi âm playback à? Bật nhạc sẵn à? Anh ơi, chắc là có hiểu lầm gì ở đây đấy ạ. Sao đấy đại ca? Thì tan là việc của mồm, anh cầm em cái. Cầm là việc của tay. Chân sinh ra để chạy, hiểu chưa? Chạy. Ê thằng kia đứng lại. Ê em gái ơi, đợi anh đưa em đi trốn. Ôi trời ơi, chắc là hỏng hết rồi. Ngày hôm nay là cái ngày gì không biết. Stop. Không ai đuổi mình nữa đâu. Chạy mệt phờ cả râu. Anh có nói được à? Tất cả là tại anh. Anh đã làm mất cái chỗ của công của em rồi. Mà đáng ra anh bật playback ghi âm, anh phải nói trước cho em biết chứ. Anh biết kiểu gì nói với cô cũng không đồng ý. Đúng rồi. Nghĩ gì mà em đồng ý? Đây. Thế thì nghĩ gì mà anh nói? Tất nhiên mất rồi. Còn anh thì đói. Này, bây giờ em mua cái gì cho anh ăn đi, xong chúng ta lên bà banh xác, nhảy nhót một tí cho nó giống dân chơi. Ăn nữa. Ừ. Bà. Anh nghĩ là em đẻ được tiền chắc. Thế cô cũng không có tiền à? Số tiền ít ỏi còn lại ngày hôm qua ấy, em đã đi chợ và nấu cơm cho anh rồi. Bây giờ trong túi em không còn một đồng xu nào hết. Và tất cả tại anh ấy. Đáng chạy ra là hôm nay em sẽ có tiền cát-xê để em đi mua đồ ăn cho chúng ta. Tất cả tại anh ấy, bây giờ em không có tiền. Được rồi, được rồi. Tóm lại, thanh niên muốn hư hỏng là phải có tiền. Anh em mình không có tiền thì không hư hỏng được rồi. Đúng rồi, muốn ăn không? Đi theo anh. Where do we go, người ơi? Where do we go? Đến chỗ thằng Dũng. Bây giờ nó là chủ một hàng nét rồi. Làm gì có chuyện không có tiền mời anh em mình bữa hoành tráng. Đi. Anh ơi, ở đấy có cơm rang dưa bò không? Có. Anh ơi, có coca không? Có. Hôm nay mày viết gì vào bài văn tả cảnh mùa thu mà cô giáo điện cho tao? Cô viết hai câu văn ngắn gọn, đủ ý, đáng chất nữa. Thế bố biết hai câu đấy hai câu gì không? Không biết tao mới hỏi mày đây. Đúng là bố không biết thật rồi. Hai câu đấy là sáng ra nước tiểu vàng khè, thì ra trời đã chuyển hè sang thu. Ôi giời ơi, mày viết văn như thế thì ai chịu cho nổi. Suốt ngày điện tử bảo sao học không ngu. Con không ngu cho lắm đâu ạ. Thằng Thắng mập ấy, nó ngu hơn cả con. Nó đứng chót, con mới đứng có hơn nó bậc mà.
Đúng là thằng ngu. Không hiểu sao tao lại đẻ ra thằng con ngu như mày. Bố là bố của con. Với lại mẹ mới là người đẻ ra con cơ mà. Về nhanh, ngay. Tất cả là tại mày. Từ ngày mày mở cái quán net này, con tao mới trốn học chơi game. Có ai bảo con anh đến đây chơi đâu. Tao không cần biết. Tao sẽ báo công an phường là mày dụ dỗ trẻ con chơi game để họ đóng cửa quán của mày lại. Anh không được làm thế. Chỗ này bọn em kinh doanh tử tế nhá, đâu có dụ dỗ ai bao giờ. Mày không cần phải nói nhiều. Tao sẽ tìm mọi cách để đóng cửa quán của mày lại. Anh nói thế mà nghe được à? Cô là ai mà lên tiếng? Tôi không là ai cả. Này. Tôi là bạn của cậu ấy. Con anh đến đây chơi game mà không liên quan gì đến bạn tôi cả. Không phải lỗi của cậu ấy. Bởi vì sao? Bởi vì con anh không chơi ở quán này thì cũng sẽ chơi ở quán khác. Lúc nãy tôi đứng ở ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và con thì tôi thấy giữa hai người không hề có tiếng nói chung. Mấu chốt ở đây là anh chưa làm tròn trách nhiệm giáo dục con. Anh đã bao giờ ngồi lại nói chuyện để lắng nghe hay hiểu rõ tâm sinh lý của thằng bé chưa? Hay anh chỉ biết là đứng dậy quát tháo chỉ tay vào mặt nó rằng là nó hư đốn, nó không ngoan, nó ngu. Tôi không phải quán net của bạn tôi làm cho con anh nghiện game, mà chính vì sự vô tâm hời hợt của các bậc làm cha làm mẹ như anh khiến cho con anh phải tìm đến game để tiêu khiển. Thảo Mai, cô nói hay lắm. Tôi nghĩ trước khi anh trách bạn tôi thì anh phải xem lại cách dạy con của mình đi. Có lẽ tôi sai thật. Cũng chưa quá muộn đâu. Anh hãy thay đổi cách dạy con của mình từ bây giờ để nhân cách của thằng bé được phát triển tốt hơn. Cảm ơn em. Nếu em không nói thì có lẽ không bao giờ anh nghĩ anh đã sai trong cách dạy bảo con gái từ trước đến nay. Xin lỗi cậu. Chỉ vì tôi to tiếng mà quán của cậu hôm nay không có khách. Không sao anh ạ. Có gì về sau cậu bé đến thì em sẽ gọi điện cho anh. Thôi, chào cậu. Chào các bạn. Chào anh. Thật không thể ngờ được một con người hời hợt như Thảo Mai có thể nói ra những câu nói sâu sắc đến vậy. Bởi vì từ lúc nghỉ ở năm S đi, em đã trở thành tư vấn viên của một số diễn đàn dành cho các bà mẹ bỉm sữa. Em còn biết cách chọn nào loại bỉm nào để phù hợp với da nào của em bé nhá. Rồi cách cho con ăn dặm nhá. Vâng, nhiều lắm. Nói chung sau này em sẽ trở thành một bà mẹ tốt, một bà mẹ tâm lý tuyệt vời. Giờ nhưng thôi, dù sao hôm nay cũng phải gửi một lời cảm ơn sâu sắc, một lời cảm ơn chân thành nhất đến bà mẹ bỉm sữa Thảo Mai. Thế hôm nay hai người đến đây làm gì vậy? Bọn anh đói. Đói đi ăn đi. Mà làm gì có tiền. Hôm nay ông Kha bọn tôi nhá. Hôm nay thôi được rồi, nhân cái đại tiện thì tôi sẽ bao mọi người một bữa vịt, ok? Ôi vịt là món khoái khẩu của tôi. Gọi luôn. Alo, cho ngay vịt quay. Một con vịt quay. Kính thưa thần thổ địa, hôm nay ngày lành tháng tốt, con chỉ xin các cụ làm sao mà bẻ trẹo tay mấy đứa hay bỏ mấy cái chất độc hại vào trong thức ăn đầu độc gia đình chúng con hàng ngày. Dù từ mấy cái tôm cua thịt cá cho đến chai chuối hiền lành như thế, thế mà chúng nó cũng bỏ thuốc sâu vào làm cho chúng cứng ngắc, bọn con nuốt xuống mà nghẹn đắng cổ họng. Không được, cái này là có gì hơi sai này. Sai quá. Rồi. Bức xúc nói vậy thôi, cũng không quên chúc các bụt có một buổi chiều vui vẻ. Và bây giờ con xin khấn lại từ đầu. Ngày hôm nay con mong muốn ngày lành tháng tốt các cụ sẽ cho con bán thật là nhiều nước, quán thật là nhiều khách, rồi sẽ cho con thật là nhiều tiền để mai sau con thể mở một cơ ngơi còn rộng hơn như này gấp trăm gấp ngàn lần. Và con muốn con xin xin gì ấy nhỉ? Thôi con xin gì ngày mai con nghĩ ra con xin sau, còn bây giờ con xin làm sổ sách tiếp. Đây, có đây anh ơi. Ui. 2 triệu này. Trong này 2 triệu mà đây có 1 triệu này. Chết rồi. Sai hay sao này? Ông đã tính kỹ chưa? Tôi tính đi tính lại rồi. Quán thì vẫn có khách.
nước thì vẫn bán được, mà có ai nợ tiền mấy đâu. Thế mà cuối cùng kiểm tra lại vẫn thiếu 1 triệu. Kỳ thế chứ lại. Kỳ á? Quá kỳ còn gì nữa. Kỳ á? Ừ. Mày làm gì đấy? Không một kỳ mà. Đã mất hàng rồi lại còn thích đùa nữa. Anh nghĩ chuyện này không được rồi. Chúng ta phải bí mật điều tra. Là như nào ạ? Chiều buồn hoàng hôn đang dần phai. Đối thân thôi, thôi, thôi. Là như nào, khi nào? Là khi màn đêm buông xuống, từng bước chân đi trên lòng đường. Anh nghĩ tên trộm sẽ xuất hiện thật à? Thằng Dũng trông ở cửa hàng cả ngày, chắc chắn tên trộm sẽ không có cơ hội ra tay. Mà cái thằng Dũng buồn cười thật đấy. Chuyện của nó cứ như chuyện của mình ấy nhỉ. Thằng Dũng đâu rồi? Thằng Dũng đâu hả đại ca? Tôi đang hỏi cô thằng Dũng đâu. Đây rồi, Dũng đâu? Dũng đâu? À! Gì đấy? Dũng đâu, Dũng đâu? Mổ cũng hoang hoang lên. Bắt trộm phải bé mồm nữa chứ. Anh mới phải bé. Ôi, cái gì đây? Ôi, ngứa. Ngứa ở đâu? Ngứa, mũi cắn. Bà rách việc quá. Thôi chịu khó một tí đi, sắp bắt được tên trộm rồi. Thôi rồi, không cãi nhau nữa. Hôm nay em đã mang đến đây một vũ khí siêu lợi hại, đó chính là cao su thần trưởng. Ui, hay quá. Lâu lắm anh mới nhìn thấy nó đấy. Nào, nào, để em khai hỏa luôn. 3, 2, 1, bắn. Trúng chưa, trúng chưa? Chắc là thốn lắm. Anh ơi, có đau không anh? Muốn biết đau không, cậu đưa anh tôi bắn thôi. Ui, 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 nó, nó. Là nó à? Ơ, ông biết thằng bé này à? Khách quen của cửa hàng mà. Mà tại sao nó lại có chung chìa khóa vào cửa hàng nhỉ? Còn sao với chăng cái gì nữa. Chắc chắn nhân lúc cậu sơ ý, nó ăn trộm rồi. Ừ, mà thôi, bàn luận làm cái gì? Vào bắt luôn đi. Ờ đi. Gì ấy? À thì từ ngày nghỉ ở 5S, việc đầu ngày của tôi là sáng sớm thưởng thức nhâm nhi tách cà phê ở quán cà phê sang chảnh bậc nhất Hà Thành. Quá đáng một vừa thôi chứ. Hôm qua nhá, bọn tôi đã giúp ông bắt trộm rồi. Không có lòng báo đáp thì thôi, hôm nay lại còn gọi điện khoe khoang. Tôi khinh. Nói chung là từ nay về sau ấy, tôi sẽ không giúp ông bất cứ một cái việc gì nữa, ok? Khiếp, chưa gì đã xoắn hết cả quẩy lên rồi. Giúp sĩ tôi là người biết điều. Nghe đây, tôi rất cảm ơn chuyện bà và đại ca đã giúp tôi bắt tên trộm tối qua. Chính vì thế, tôi sẽ giới thiệu việc làm cho hai người. Vì dù gì hai người cũng đang thất nghiệp mà, đúng không? Việc á? Việc gì? Nhiều tiền không? Tôi đang có người bạn đang tìm ekip để làm clip quảng cáo đấy. Thù lao cho đoạn quảng cáo này là 10 triệu. 10 triệu? Ok, tôi sẽ gọi điện báo cho đại ca luôn. Ok, tôi sẽ gửi số điện thoại với cả địa chỉ của nó cho. Bà tự liên lạc nhá. Ok, thế nhá. Cảm ơn. 10 triệu, sao có tiền tiêu? Đại ca, triệu tập đại ca đến nhà Thảo Ban ngay lập tức. Có phi vụ mới, có phi vụ mới. Phi vụ gì ấy? Làm clip quảng cáo cho cửa hàng quần áo mà bạn Dũng mới báo với 10 triệu thù lao. Chưa cậu. Cái gì? 10 củ thù lao á? Yes. Đợi ở nhà nhá, anh qua rồi chúng mình đi gặp khách hàng, triển khai công việc luôn. Thế nhé. Bên em làm cửa hàng kinh doanh quần áo cho giới trẻ. Chính vì thế là em cần một cái TVC mà nó phải trẻ trung năng động. Và đặc biệt là phải độc lạ và không đụng hàng. Em cứ yên tâm. Việc nghĩ ra ý tưởng độc và lạ không đụng hàng là nghề của bọn anh rồi. Hay lắm. Thế thì em sẽ bảo nhân viên mang cho bọn anh làm 10 bộ quần áo gọi là hot trend của bên em, để bọn anh chụp hình và làm quảng cáo. Ngày kia có xong được cho bọn em không ạ? Không cần đến ngày kia đâu. Ngay ngày mai, bọn anh sẽ gửi sản phẩm cho em. Ơ, đại ca ơi, anh quên mấy cái job bọn mình vừa nhận ngày hôm qua hôm kia à? Vẫn chưa làm xong. Anh biết. Nhưng job đó để sau đi, bởi vì anh đang rất thích sản phẩm này. Hay quá, em thích cái cách làm việc của anh đấy. Thế thì như này đi, sau khi nhận được cái sản phẩm ấy, em sẽ up lên trên fanpage của shop. Nếu mà doanh thu nó tăng, thì em sẽ trao cho anh 10 triệu luôn. Gọi là tiền thù lao. Nhưng mà nếu mà không thì chắc là em vẫn trả cho anh 1 triệu thôi, coi như là tiền làm công hôm đấy. Ok. Ok.
Chốt. Thế thì em chuẩn bị quần áo cho anh đi, để anh đi chụp và quay luôn. Ok. Em ơi, vào kho lấy hộ anh 10 bộ hot trend luôn nhá. Nhanh cái chân lên. Làm cái gì cứ lề mà lề mề thế à? Làm anh đứng chờ bao nhiêu lâu? Anh có nói được à? Tất cả là cái tội tiết kiệm tiền bối cảnh. Anh có biết phải đi đến 3 cây số mới tìm được chỗ thay đồ không? Thôi không phản nàn nữa, làm việc đi. Nào, bây giờ cô tạo tôi cái dáng, cái mặt cái đờ ra thế. Em không biết tạo. Thì tạo dáng phù thủy cỡ trổi xem nào. Rồi, trường dầu đá xe. Được rồi. Dáng thứ ba là cao cao thái chuối. Mỏi chân quá, được chưa? Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tự tạo dáng đi. Rồi. Tình hình doanh số bán hàng thế nào rồi em? Từ ngày đăng clip quảng cáo với hình ảnh mẫu của anh ấy, bọn em không hề bán được bộ quần áo nào luôn. Chú nói thật chứ? Em thề. Nếu anh không tin ấy, thì anh qua đây, em cho anh kiểm tra sổ sách luôn. Nhưng anh yên tâm, dù thế nào em vẫn sẽ trả cho anh đầy đủ số tiền 1 triệu kia. Được rồi, anh không lo chuyện đó. Chú cho anh thêm một cơ hội nữa. Ngày mai, anh sẽ cho chú một cái sản phẩm mới hoàn toàn và hay hơn rất nhiều. Được rồi, anh sẽ liên lạc lại sau nhá. Tình hình thế nào rồi ạ? Còn thế nào nữa? Hình ảnh và clip quảng cáo của chúng ta không hề có sự phản hồi. Sao lại thế nhở? Anh đã hiểu lý do vì sao rồi. Vì sao ạ? Bởi vì cái thân hình của cô và gương mặt của cô không có gì hot cả. Thành ra mọi người không thèm quan tâm đấy. Đại ca! Cá cơ cái gì? Đấy là sự thật. Có cách, có cách. Cái gì đấy? Tôi có một cái váy, tôi có một cái quần. Váy hay là quần? Tôi có một cái quần, tôi có một cái váy. Quần hay là váy? Váy hay là quần? Quần hay là váy? Váy hay là quần? Quần hay là váy? Quần hay váy là váy hay quần? Quần hay váy là váy hay quần? Chúng ta thành công rồi em ơi. Liên tiếp có những câu hỏi về sản phẩm. Ô, tên chủ cửa hàng. Ôi, chắc là để chuyển cho bọn mình 10 triệu đấy. Anh nghe đi. Alo. Từ sáng đến giờ bọn em liên tục nhận được đơn hàng. Điều đó chúng biết là nhờ công của ai rồi đấy. Đương nhiên là em biết rồi. Tất nhiên là nhờ cái đoạn clip bá đạo của anh. Ngay bây giờ em sẽ chuyển cho anh 10 triệu như đã thỏa thuận. Anh gửi cho em số tài khoản nhé. Ok, gì chứ tiền thì anh gửi liền. Đây, anh dập máy rồi gửi cho em đây nhá. Vâng. Ê, chúng ta có 10 triệu rồi em ơi. Và đại ca sẽ chia đều chứ hả? Đương nhiên. Cô nghĩ anh bẩn bựa lắm à? Vâng. Có nghĩa là em muốn chia phần ít hơn đúng không? Dạ thôi, em đùa. Anh mau gửi số tài khoản cho anh ấy đi. Tí nữa thì quên. Ôi, thế là tháng nay chúng ta không cần phải lo tiền ăn nữa. Anh cũng thế. High five. Yeah. Yo. Chào chú, chào anh, không sẽ không về nhá. Này này này. Trong vụ này hai người kiếm được nhiều, cũng phải chia tôi một ít chứ. Mơ đi cưng. Bọn anh mua thịt cả bia đến đây rồi còn gì. Chính xác. Bây giờ ông là người đã có thu nhập ổn định nhất ở đây rồi. Ông lại còn muốn tính tiền cái hai kẻ nghèo khổ này à? Ôi, hai người nhìn xem. Cái quán net của tôi có khác gì cái chùa không? Ồ, điêu điêu. Điêu. Quay lại nhìn hộ cái phun máy nhá. Thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Thôi uống tiếp đi. Nhớ. Ơ, ông Trung gọi lại ca. Nghe xem nó bảo gì. Alo, lâu lắm mới thấy bạn Hiền gọi. Mai tôi khai trương ba, bà qua hát cho tôi nhá. Ôi, ông mở quán ba hả? Bé to không quan trọng. Cái vấn đề là ví dụ như mà tôi đến hát đi thì nó cũng có một chút cát xê ví dụ đúng không? Đương nhiên. Ê, này. Thế ngày mai anh cũng qua giúp chú nhá. Ôi, có cả đại ca à. Được thế còn gì bằng. Mà có rảnh không? Qua quán net của Dũng đi. Mọi người đang nhậu này. Qua nhậu với anh em đi. Qua đây anh ơi. Ôi dồi ôi, thôi anh em cứ nhậu đi. Rồi anh tối bạn lắm. Ok. Giờ bạn đi.
Ơ, thế anh không đến được ạ? Kệ nó đi, anh em kệ đi. Chị ạ. Ngồi đây. Chị tìm em có việc gì không ạ? Tình hình đoàn làm phim nay sao em? Đoàn làm phim thì hôm nay cũng mệt, nhưng mà em nghĩ là em theo được chị ạ. Ai bà bắt nạt cưng nói chị nghe. Dạ vâng ạ. Chị ơi, thế chị còn việc gì nữa không ạ? Chị muốn tâm sự với cưng. Tâm sự ạ? Ừ. Tâm sự gì ạ? Đêm nay chiều chị nghe cưng. Không được đâu chị ạ. Nếu em làm chị vui, chị sự nghiệp diễn viên chị sẽ đảm bảo cho em sẽ lên như diều gặp gió. Còn không thì dạ... Chị tin em sẽ không làm chị buồn phải không? Dạ... Thôi mà, chịu chị chút đi cưng. Dạ, không được đâu chị. Em, đi đâu vậy em? Mọi người thực hiện đậm dấu đi xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Từ một lần dựa vào vai nhau xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Trong ta niềm tin đi xem đời làm sao. Lúc mưa chung đi tan cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế nào.